đi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Phật thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư thành phần đệ tử Phật. Kính chào thượng tọa chức trưởng cùng chư tôn đức và thân chào tất cả quý tôn nữ quý Phật tử. Kính bạch quý ngài đến thưa quý vị. Hôm nay học giáo trình phần ngữ Bali. Thứ nhất là chúng ta học về cái một văn phạm. Ở đây chúng ta tập và quen với một số danh từ. Và những danh từ nam tính và ngữ ác, chúng ta học 30 từ. Ở đây phần từ vựng được trích từ giáo trình Pali Hồng Thủ. Quyển do chúng tôi soạn. Tuy nhiên, khi chúng ta kiểm lại thì mình bị nghe nhỏ hơn. Sao lại hay là máy của cô Nhật Quỳnh hôm nay có vấn đề, xin hỏi ngoài cô Nhật Quỳnh và sư Tuệ Tri vị nào khác có nghe rõ không? Và cũng cảm ơn thượng tọa nhất đẳng là quý Phật tử. Kính thưa quý vị, cũng như chúng ta biết cái danh từ nam tính thì nó có năm cái tiếp vị ngữ, năm cái vị ngữ á, ý, i, u, ô, ê, ô. Nhưng mà chúng ta đang học về cái danh từ năm tính vị ngữ á. Sở dĩ chúng tôi nhấn mạnh cái điểm này là bởi vì chúng ta kiểm lại đó. Và ở đây chúng tôi sắp xếp theo mẫu tự Pali. Bắt đầu từ số 1 cho đến số 14. 14 từ đó là danh từ nam tính vị ngữ ác. Từ số 15 cho đến số 30, những cái từ đó là danh từ trung tính vị ngữ ác. Sư Tự Tri chen vào một số danh từ trung tính vị ngữ ác bắt đầu từ số 15. Aranya là khu rừng, là danh từ trung tính trở đi.
Bây giờ cái từ đầu tiên a chát là con dê. A lô cát là ánh sáng. Ca giác là thân thể. Kumara là cậu bé. Gà má là sớm là vô nát là con bò. Chô rá là kẻ trộm. Đi quá là bị trời. Thầm má là giáo pháp. Phú tháp là đức Phật. Phù ba lá là đức vua. Vi gá là con nai. Vi hà rá là tỉnh xá. Sẵn khá là thân lưng. Hay là tăng chúng. 14 từ này được gọi là danh từ nam tánh bị ngữ ác. Quý vị sẽ thắc mắc tại sao không sắp đặt danh từ chỉ người là người, chỉ con thú là con thú như á chát, con dê hay vô nát là con bò, đi gá là con nai, sao không sắp chung như vậy mà lại sắp xen kẽ? Thì xin thưa quý vị rằng vì ở đây chúng tôi muốn tiện cho cái việc tra cứu Bali, tra cứu từ Bali, do đó cho nên chúng ta theo cái mẫu từ hệ thống từ điển, cho nên a a các các gác gác ngát chát chát vân vân, rồi tát thát đá mới đi quá đá là đập đầm mắt, rồi phút thác phù bà la bập pháp bập phâm mát là bí gác, xong rồi những cái từ khác như giá a rác lá quát, cái chữ quát là chữ quý a rác, sát sang khác vậy đó. Thì qua đến chúng ta sẽ học một số danh từ trung tính bị ngữ ác. Aranya là khu rừng, khu lá là gia đình, trên thế giá là đền tháp, chát tá là dù lộng. Chữ chát tá là có chữ CH, chữ CH. Chát tá ở trong trong bài in thiếu chữ H. Đúc khác là sự khổ, thanh ác là tài sản, phù giá là phước, phục phá là bông hoa, phá lá là trái, phá lá là sức mạnh, mạnh nát là sự chết, quá thác là vải sợi, tức là tấm vải. Nhưng mà chữ quá thác đôi khi gì xài cho cái nghĩa y phục nữa. Sư quanh lá là vàng, vàng là kim loại quý, chất vàng chứ không phải là màu vàng. Nhưng mà chữ sư quanh lá nó còn có nghĩa là màu da đẹp, màu da đẹp. Sô tát là lỗ tai. Hành đa giá là trái tim. Thì 16 từ đó là danh từ trung tánh bị ngữ ác. Bây giờ chúng ta sẽ học một số động từ thường dùng. Favoritis là có, là trở thành. Nó từ cái căn gọi là phu, cũng nghĩa là. Và nó biến thể ra nhiều từ, từ cái động từ favoritis. Đến khi mà chúng ta học Pali cao hơn nữa thì
cái động từ công phu chúng ta sẽ có nhiều từ. Pachati là nấu, Pachati là đi đến. Chúng ta nhớ cái động từ Pachati là đi đến, nhưng mà thêm cái tiếp động ngữ a Pachati có nghĩa là đi về, đi lại đây. Pachati là đi đến đó, còn chữ a Pachati là đi từ đó đi lại đây. Ý khác là nhìn, ý khác tí, chúng ta ở đây chúng ta phải dịch, chúng ta thiếu chữ chữ ý khác tí. Cái động từ bao giờ cũng vậy, khi mà chúng ta chữ ý khác tí chứ không phải ý khác đâu, ý khác tí chia thành ngôi thứ ba số ít. Marati là chết, Pasati là trông thấy. Ở đây chúng ta cần phải phân biệt nghĩa từ Pasati là trông thấy, còn Olokiti là nhìn xem. Nhìn xem có nghĩa là chúng ta ngắm, chúng ta ngắm một cái gì đó, chúng ta nhìn cái vật gì đó nhìn lâu để thưởng thức hoặc là để tìm hiểu thì về Olokiti. Còn Pasati, ví dụ chúng ta ra đường chúng ta thấy có một tai nạn giao thông chẳng hạn, chúng ta thấy vậy thôi. Nhưng mà khi chúng ta trông thấy thì gọi là Pasati. Nhưng mà chúng ta đứng lại, chúng ta nhìn xem có cái người cách nào, chết như thế nào, nằm dưới đất như thế nào, thì cái đó gọi Olokiti. Khác nhau. Động từ Runthati tức là bích, bích lại, ngăn lại. Mùi chất tí là thoát khỏi. Chữ phương chất tí là ăn. Ở trong cái từ Pali, kha đá tí cũng là ăn. Nhưng mà kha đá tí là ăn, mà những cái vật thực, ăn vật thực thì chúng ta gọi là, gọi là khá đá tí, ăn thức ăn đó. Thức ăn, ăn kèm, ăn với bữa cơm, ăn với cơm. Mà ăn cơm thì phải là phun chá tí. Chứ ăn cơm cũng có khá đá tí được. Còn khi mà chúng ta nói ăn cháo thì riêng về cái chữ ăn cháo ở trong tiếng Bali đó thì nó là pipati, là uống, uống cháo chứ không phải ăn cháo. Chắc có lẽ cháo hồi xưa nấu loãng, cháo nấu loãng thì mới uống pipati. Bây giờ chúng ta nấu cháo hơi đặc cho nên phải ăn, cho nên ăn cháo mà xài trong nghĩa tiếng Việt của chúng ta thì chắc có lẽ là chúng ta phải xài động từ phun chất tí, chứ không thể nào là khá đá tí được. Chín đá tí là cắt đứt hay là chặt đốn cũng được, như đốn cây, đúng không? Chữ kim đá tí chứ không phải là chữ phi đá tí. Cái này không biết ở trong quyển sách của chúng tôi, sách Pali Hàm Thủ chúng tôi in sai hay là do
đánh máy bài học sai. Kinh đá tí. Ồ, có phiên nguyên bản. Tiếng ta chuyện rất tiếc ở trong phòng của chúng tôi không có quyển sách đó, chứ nếu có thì chúng tôi phản kiện. Hippity là chơi đùa. Chúng ta có động từ thi lấy tí cũng là chơi đùa. Nhưng mà chữ thi lấy tí chơi đùa, thí dụ chơi những cái trò mà trẻ em chơi hay là hồi nhỏ nhà chơi, chơi thảy đáo hoặc là chơi nhà chòi hoặc là chơi đánh u chẳng hạn, thì cái đó gọi thi lấy tí. Nhưng mà chữ đi lấy tí có nghĩa là vui chơi, có nghĩa là nhàn rỗi, không có bận rộn việc gì rồi mình đi chỗ này chỗ kia đi vui chơi vậy đó. Cho nên chữ đi và tí đó, từ cần đi phát rồi sau này chuyển thành chữ đi quá, tức là bị trời ở đây đi quá là một chúng sanh chỉ biết vui chơi thôi chứ không có làm việc nghề nghiệp chi cả. Bởi vì do sống do nhờ cái phước, cho nên chữ dipati chúng ta phải hiểu vậy đó. Chữ sipati là may vá, chúng ta may quần áo chẳng hạn. Chữ mihati là quên lẫn, còn chữ rachati là quyến rũ, là làm cho mê, làm cho say mê. Chứ Bhuchati là giác ngộ. Chữ Bhuchati động từ căn là chữ Buddha. Mà chúng ta có cái từ gọi là Buddha. Chúng ta hát là Đức Phật, là bậc giác ngộ. Động từ sunoti, sunati có nghĩa là nghe, hai chữ. Vunati hay vunoti là đang kết, như là chúng ta đang giỏ, đang bằng cái cọng lát, cọng tre chẳng hạn, gọi là đang. Sunati là nghe, Bhunati là đang kết. Nói chung hồi nãy, Bhunati là đạt đến, Sakunati là có thể, Pinati là mua, Quikinati là bán. Trong tiếng Bali, khi mà động từ căn là thì để tức động từ là Kinati mà thêm cái tiếp từ ngữ quý thành quyết khi nào tí thì khác nghĩa liền, một cái là mua, một cái là bán. Khi nào tí là nhặt hay là lượm. Cha na tí là hiểu biết. Tano tí là nới rộng. Karo tí là làm, tạo ra. Karo tí là có thể. Kari ya tí là tạo tác. Chữ kari ya tí là đồng nghĩa với karo tí. Bởi vì cái chữ để lục động từ đó, động từ tướng là ô và yirat, cho nên karoti và kajirati cũng được, choreti và chorayati là cướp trộm, vì động từ tướng e và ayat nên là để thất động từ. Gobeti hay là gồm ba giới tí là bảo hộ,
Nhưng mà ở đây nó còn có nghĩa là chăn giữ nữa, chăn giữ hay là trông chừng. Thí dụ như một người vua ba cá, tức là cái người chăn bò, người chăn chăn người chăn, người chăn bò, người chăn dê. Cho nên cô về tí ngoài cái nghĩa bảo hộ ra thì nó còn có nghĩa là chăn giữ. Đề xê tí, đề xê giả tí là thuyết giảng. Bà lê tí, bà lê giả tí là hộ trì. Nó cũng đề thất động từ có hai dạng, bà lê tí, bà lê giả tí. Gần hà tí là cầm lấy, ốc gần hà tí là học thu thập. Như mà bà tích gần hà tí thì lẽ là nhận, tiếp nhận. Cho nên từ cái căn gã, gã, cái động từ bước một là gần hà tí là cầm, cầm lấy. Nhưng mà thêm cái tiếp ngữ ốc gần hà tí thì nó lại có nghĩa là thu thập hay là học. Nhưng mà đối với tiết vị ngữ ba tí thì thành ba tích cần hà tí là nhận lãnh hay là tiếp nhận. Chữ khép ba tí là nắm lấy. Chữ khép ba tí nó cũng đồng nghĩa với chữ gần hà tí vậy. Thì ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta đọc qua những cái động từ như vậy thì ở đây chúng tôi chỉ nói đại khái. Nhưng mà nếu mà chúng ta xét về ngữ căn đó, tha thứ mình á, thì một căn động từ như vậy chúng ta sẽ biến thể ra rất nhiều dạng động từ và rất nhiều dạng danh từ. Cái tiếng Pali nó phong phú ở chỗ đó, phong phú ở chỗ là ngữ căn. Thì phần từ vựng này được trích ở đây, chúng ta sẽ làm bài tập. Sau ở trong cái email của chúng tôi đó thì có thêm một cái thông tin là bài học này sẽ được là bài tập, sẽ cho là bài tập vào ngày mai để cho quý vị cái câu bài tập để ứng dụng những từ này vào ngày mai. Nhưng mà ở trong cái bản in mà sư Từ Tri in cho chúng tôi thì không thấy có cái câu nói đó. Thì không sao cả, cái chuyện mà làm bài tập, cái chuyện đó là phận sự của Thượng Tọa Giác Đẳng. Còn bây giờ thì chúng tôi trở lại cái phần kinh văn. Sẽ dĩ ngày hôm nay mà chúng ta nói cái phần văn phạm trước, bởi phần văn phạm không có gì, chỉ đọc những từ vựng đó thôi, nó chỉ hạn chế, nó giới hạn thời gian được. Còn kinh văn vì chúng ta muốn nói có một vài ý nghĩa. Ở đây thưa quý vị, trước hết cái tựa đề của cái đoạn kinh văn hôm nay đó là thứ nhất tu nhà
cái gì là tôn chợ, thứ ba tôn chùa, thực ra trong cái câu cái câu tục ngữ người ta nói nhất tu thị, thứ nhất là tu tu ở chợ, nhị tu gia, ba là tu chùa, nói cho nó vần vậy, nhất tu thị, nhị tu gia, ba tu chùa. Vì người ta cho rằng là ở chợ ồn ào như vậy, náo nhiệt như vậy mà mình ngồi yên mà mình tu thiền được cái đó mới hay, hay nhất đó. Rồi thì là tu ở tại gia, tu ở nhà, ở nhà thì có vợ chồng con cái hoặc là có cháu nội cháu ngoại, nó dở la ung sùm lên làm ồn ào, nhưng mà ồn ào cũng đến nỗi bằng cái chợ, cho nên cái việc mà tu ở nhà thì dễ hơn tu ở chợ chút. Nhưng mà ở nhà thì chật hẹp và bận rộn như vậy mà mình tu được thì mới là giỏi, cũng giỏi, giỏi hạng gì. Rồi thứ ba mới tu chùa, tức là đi vào chùa, cảnh chùa, tu viện, nó yên tĩnh thì ở đó mình tu được thì cũng giỏi, nhưng mà giỏi ở hạng ba thôi, theo quan điểm của người đời thì họ nói gì. Thì cũng tương tự cái câu tục ngữ này, cái câu tục ngữ này ở trong dân gian, ở người Việt của chúng ta thì họ quan niệm họ nói như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, ở đây trong cái đoạn kinh văn này thì người các ông Bà La Môn đó ông cũng nói rằng chỉ có người tu tại gia đó, người tại gia thì tu thành tựu chánh đạo thiện pháp, còn người xuất gia thì không thành tựu chánh đạo thiện pháp. Thì câu nói đó cũng có cái là gì, tu gia thứ ba tu chùa vậy đó. Nhưng mà ở đây đó thì Đức Phật lại dạy khác đi, ngài dạy dạy khác như thế này. Đây là bài học cũng rất lý thú, rất quan hệ để cho chúng ta chú ý khi mà người ta nói về vấn đề tương tự thì chúng ta phải biết cách chúng ta trả lời lại. Có một người đi đến hỏi Đức Phật: Brahmana pho Gautama Evama hằng xúc, thưa tôn giả Gautama. Chữ pho là một danh từ, một cái hô, còn có bất biết từ hô cách, người ta dùng ghép với cái tên pho Gautama là thưa, thưa ngài Gautama, là thưa ngài thôi, thưa ngài Gautama. Gautama là cái họ của Đức Phật, mình dùng cũng để gọi Đức Phật Gautama vậy chứ. Chúng ta nhớ rằng Đức Phật của chúng ta họ là họ Gautama. Cái tên tộc của ngài là tên Siddhartha. Cái biệt danh của ngài là Thích Ca Mâu Ni. Chứ nếu mà chúng ta đi tìm trong cái danh sách chư Phật quá khứ hiện tại vị lai đó thì chúng ta không có tìm gặp Đức Phật nào là Đức Phật Sắc Gia Mâu Ni hết, mà chỉ là Đức Phật Gautama thôi. Như trong quả đất này chúng ta có năm vị Phật: có Cô Sạch Thá, Đức Phật Cô Na Công Na,
Đức Phật Kassapa, Đức Phật Gautama và Đức Phật Mittayya. Thì Đức Phật Gautama lấy theo cái họ của ngài mà nói. Thì Brahmana Evama Hằng Xú, chữ Evama Hằng Xú là nó ghép của hai từ gọi là Evama Hằng Xú. Evama Hằng Xú, chữ A Hằng Xú là từ cái động từ xúc ít gọi là A Hát, số nhiều là A Hằng Xú, ngôi thứ ba số, số nhiều. Evama là như sau, như vậy. Và khi mà chữ ăn của chữ y quan đó, chữ nếp cái hít tác, động từ cái phụ âm này khi mà nó liền kề với một quy âm thì nó biến thành chữ bát. Cho nên y quan ba hằng số, chúng ta phải đọc y quan ba hằng số. Nhưng mà khi dịch ra thì chúng ta phải dịch là y quan a hằng số. Thì những bài đồng môn nói như thế nào? Ở đây gahato arathako hoti ñānam ñāyam dhammam kusalam napapacito arathako hoti ñāyam dhammam kusalam ti. Chữ gahato là một danh từ để chỉ cho cái người tại gia. Và cái danh từ này nó được hình thành từ cái chữ gá là cái ngôi nhà, gia đình, nhà. Chữ thô, chữ thay hát chấm là từ động từ căn gọi là tha, tức là trú. Mà gá hát thô chúng ta gọi là người trú ở nhà hay là người tại gia, chúng ta xài người tại gia được. Arathako cũng là một danh từ, nó biến thể do cái động từ arathati. Arathati là sự thành tựu hay là cái sự hoàn thành, hoàn tất. Arathako là cái người hoàn tất. Thì khi mà động từ, khi mà danh từ arathako hoti thì cái cụm từ này nó có trợ động từ hoti là động từ to be á, thì được xem nó như là một động từ ở đây dịch là thành tựu. Nha chăm, cái chữ nha chăm này mới khó dịch. Nha chăm tức là cái phương pháp đúng đắn, như là nói là nhà chấp patipanno, chúng ta đọc ở trong ân đức tăng sức patipanno của chú patipanno, nhà chấp patipanno sami chi patipanno, nhà giá, nhà giá ở đây đó, nhà giá, nhà dân, tức là cái ở đây dịch là chánh đạo. Nhưng mà cái này cũng dịch gượng vậy thôi, chứ còn chưa phải là sát nghĩa. Bởi vì chữ chánh đạo, nếu mà chúng ta xài chữ samma makku, chúng ta mới xài chánh đạo được. Chữ nha văn chưa, không có thể gọi ý nghĩa, nghĩa bóng của nó thì là chánh đạo. Nhưng mà cái quan trọng nhất là chữ tham ăn của Salang, tức là thiện pháp. Arathako hoti nhà dân tham ăn của Salang, tức là các ông bà la môn cũng cho rằng chỉ có người tại gia mới là thành tựu chánh đạo thiện pháp. Còn napapacito arathako hoti nhà dân tham ăn của Salang tí, còn người xuất gia thì không thành tựu chánh đạo thiện pháp. Chữ kusalanti tức là chữ kusalam, nhưng mà vì nó đi gần với cái chữ ý tí
cho nên nó bỏ chữ ý đi, xóa xóa chữ ý, xóa cái nguyên âm đó và chữ nipeta thành chữ n, chữ ná để mà đi chung với chữ tí, an tí, kusalam tí. Thì những bà la môn đó, ông cho rằng người tại gia mới thành tựu thánh đạo thiện pháp, người xuất gia đã không thành tựu thánh đạo thiện pháp. Một cái quan niệm hết sức là hàm hồ, đó mà không có suy nghĩ. Những bà la môn chắc có lẽ là tại những bà la môn ở chuyên môn tu tại gia, ông chuyên môn tu tại gia chứ không có tu theo cái hình thức xuất gia, giống như những bên Việt Nam mà có tịnh độ cư sĩ vậy đó, là tu theo cái cách đó. Thì họ cho rằng tu như họ đó, hình thức tại gia dễ nhận thế, làm các cái nghi lễ tế tự vân vân thì được, cho nên họ cho là thành tựu chánh đạo thiện pháp. Còn người xuất gia thì không thành tựu chánh đạo thiện pháp. Thì người đó mới hỏi Đức Phật là y thác phật quan vô tầm mô thì bà hà tí. Cái chỗ này chúng ta phải phân tích từ ở đây y thác là một trạng từ, một trạng từ chỉ nơi chốn y thác. Quý vị sẽ hỏi là tại sao ở trên là phô vô tâm mắt, ở dưới pháp quan vô tâm mô. Thì thưa quý vị, nhìn vào chúng ta phải biết rằng là phô và chữ pháp quan nó xuất phát từ cái danh từ gọi là pháp quan tí, pháp quan tá, pháp quan tá tức là cái bậc cao đức. Chúng ta chỉ dịch tóm tắt thì dịch là ngài, còn ở đây thì ngài Minh Châu ngài dịch là tôn giả, chữ Ajasva ngài cũng dịch là tôn giả, mà Pháp Quang cũng dịch là tôn giả, thì nghe nó trộn điểm văn thì chúng ta không biết chữ nào. Nhưng mà chữ Pháp Quang tá thì có nghĩa là cái vị đáng kính, khả kính, một tôn đức. Chúng ta nói chưa tôn đức vậy. Thì khi ở trên xài chữ Gotama là xài vô cách á, thì chúng ta chữ pháp quan sắc pháp quan tá chúng ta phải xài theo cái từ hô cách luôn là phô. Còn cái câu dưới này Gotamo là chia theo chủ cách, do đó cho pháp quan tá thành pháp quan chia theo chủ cách, chủ cách số nó đi đồng bộ với nhau. Hô cách và hô cách, chủ cách và chủ cách, cái nào cũng số. Và cái chữ như thế này Kimahati tức là kinh à hát. Quý vị nhớ chữ Kimahati gọi là kinh à hát. Kinh à hát y tí cái chữ này lâu lâu chúng tôi cho quý vị xem một cái. Không được rồi, chúng tôi đánh cái chữ A. Kinh A Há Y Tí. Sư Dạ, cảm ơn sư. Kinh A Há Y Tí thành là Kima Há Tí. Kima Há Tí
Phawang Gotamo King Ahat. Tôn giả Gotama nói gì? Thì Đức Phật Ngài nó mới nói rằng là Vipachavadoko Ahametha Manawa. Chữ Manawa ở đây đó có nghĩa là chàng thanh niên. Hỡi chàng thanh niên, vì về cái này một anh chàng thanh niên, anh thanh niên Bà La Môn đi đến nói chuyện với Đức Phật đó. Hỏi Đức Phật gì, cho nên Đức Phật mới nói chuyện với ta là mà đâu quá hỏi chàng thanh niên. Ahametha tức là ahang etha, chữ etha ở đây etha là đồng nghĩa chữ etha ở trên. Vì phát chất qua lô cô à hăng, nguyên cái câu đó có nghĩa là ta chủ trương phân tích luận, tức là cái việc gì cũng phân tích ra mà nói, chứ không có nói một chiều, nói một cách bạn cả biết như vậy thì nó không có trúng. Na hamet tha e cần sa hòa đô. Bây giờ quý vị chú ý, quy phát cho hòa đô tức là chủ trương phân tích. E cần sa hòa đô là chủ trương một chiều. Chữ hòa đô đúng ra có nghĩa là nói đó, có nghĩa là đề xướng. Ta đề xướng cái việc phân tích, chứ không phải là ta không có đề xướng nói một chiều, không có đề xướng một chiều. Chữ na hai mét tháng nó gần có ba chữ, chữ na nát. À hăng hệ thác là hăng hệ thác là hăng hệ thác, tức là ở đây ta không em càng sẽ qua đô. Ta không nói một chiều. Rồi dưới Đức Phật làm giải thích. Ghi hi sa hoa hăng mà nà hoa bóp bà chí ta sa hoa mít cha bát tích bát tinh nà hoa nê bí. Chữ ba nó quá là đầy thanh niên. Chữ qua hăng đó là chúng ta phải tách ra chữ qua và chữ hăng. Chữ qua và chữ hăng thành qua hăng. Thì cái chữ hăng đó chúng ta phải đi chung với cái chữ phía sau. Ahang Nawanebi, chúng ta dịch tiếng Bali đó là chữ Ahang Na Wanebi. Cái này phải có chấm dưới chữ này. Ahang Nawanebi, cái chữ chúng ta lấy cái chủ ngữ cho động từ chúng ta nói, tức là ta không
8 tháng. Ta không 8 tháng. Mình cha Patipatin là tà đạo. Thật ra thì mình cha Patipatin, Patipati là sự thực hành, tức là cái hạnh tu. Mình cha ở đây đó dịch là tà đạo, thì ngài lấy cái chữ Patipati có nghĩa là đạo hạnh, đạo hành. Thì chúng ta phải hiểu cái chữ Mitcha Patipati tức là cái sự thực hành sai lạc, cái sự thực hành sai lạc. Của Vihissa là của người cư sĩ, chữ Vihissa nó đồng nghĩa với chữ Vihi, nó đồng nghĩa chữ Gahato là người của người tại gia. Hay chữ Va ở đây là hoặc, hay là hoặc là Papachitasa là của người xuất gia. Này thanh niên, ta không tán thán tà đạo của kẻ tại gia hay kẻ xuất gia. Chữ Pali gì dịch ra gì? Và câu đó, đó khi mà nó ghi hít sát và chỉ tát sát là chia theo sở thuộc cách, nhưng mà câu dưới ghi hi qua hi mà nó quá còn có chỉ tô mình cha có thấy bà nô này bà lâm môn hi, bởi vì ghi hi người tại gia và Papachitowa hay người xuất gia, Mitcha Patipan mà tà đạo đó, Na-ara-thapu Bhuti là không thành tựu nha văn tham băng của sa lăng. Thành tựu chánh đạo thiện pháp, không thành tựu chánh đạo thiện pháp do nhân gì? Mitcha Patipatta thi cần nát hệ thủ, do nhân duyên hành tà đạo. Thì ở trong câu này, câu trong tiếng Pali thì dịch là không khó, nhưng mà quý vị nên hiểu cái nghĩa xuôi như thế này. Nghĩa xuôi không? Này thanh niên, bởi người tại gia hay người xuất gia mà hành tà đạo, do nhân duyên hành tà đạo nên không thành tựu được chánh đạo thiện pháp. Còn cái câu ở dưới đó, vì hít sáng và hàng mà nó quá bắt phải chỉ tác sở qua xâm mà bắt tính bắt tinh quần này biết à hàng quần này biết là ta tháng tháng xâm mà bắt tinh là chánh đạo, vì hết sáng là của người tại gia hay bắt phải chỉ tác sáng là của người xuất gia ta tháng tháng chánh đạo. Vì sao? Bởi vì hi vi hi bất bất chi tô qua, bởi vì người tại gia hay xuất gia samma patipanno tức là
có chánh đạo samma patipatta thipparada hetu, do nhân chánh đạo arahato bodhi người ấy thành tựu nha nam tham ăn của sa lâm thí là chánh đạo thượng pháp. Thì như vậy ở đây thưa quý vị, cái ý nghĩa bài kinh này đó, có đoạn kinh này có nghĩa là gì? Các bà la môn thì nói rằng chỉ có người tu tại gia là mới thành tựu được chánh đạo thượng pháp, còn người xuất gia thì không. Cái này chắc do quan điểm bà la môn sống tại gia phương diện thôi, cho nên ta họ mới nói gì. Thì khi mà chàng thầy đi hỏi Đức Phật, còn Sa môn Gotama đã nói gì, nói gì về vấn đề này, thì Đức Phật nói ta không có, ta không có chủ trương một chiều, nói một chiều, mà ta chủ trương là phân tích. Rồi ngài mới phân tích cho thấy người xuất gia hay là người tại gia hành tà đạo Như Lai không tám tháng cả người xuất gia lẫn người tại gia đó, là bởi vì do nhân hành tà đạo mà cả người xuất gia hay người tại gia đều không thành tựu được chánh đạo thiện pháp. Chứ không phải là người tại gia mà thành tựu chánh đạo đâu, nếu họ hành sai pháp. Cũng không nên nói rằng vị xuất gia thành tựu chánh đạo thiện pháp, là bởi vì nếu mà người xuất gia đó mà hành xa lạc, hành tà đạo thì vẫn không thành tựu được chánh đạo thiện pháp. Và Đức Phật phải nói rằng ngài chỉ 8 tháng chánh đạo mà thôi, cái sự thực hành cái chánh đạo của người tại gia hay người xuất gia. Bởi vì đối với người tại gia hay xuất gia, nhưng mà khi thực hành theo chánh đạo rồi thì do nhân đó và họ thành tựu được chánh đạo thiện pháp. Thì như vậy qua cái đoạn kinh văn này, vị ngữ nghĩa chúng ta đã phân tích xong, vị ngữ chúng ta đã phân tích xong, bây giờ đó vị nghĩa thì thưa vị, chúng ta không nên nói một chiều là người tại gia tu đắc, còn người xuất gia tu không đắc, không phải gì. Hay là chúng ta cũng không nên nói người xuất gia tu đắc, người tại gia tu không đắc, không phải gì. Mà ở đây Đức Phật này quan niệm rằng là dù cho người xuất gia hay người tại gia, nhưng nếu một hành sai lạc, thực hành sai lạc thì vẫn không chứng đắc được gì, không chứng đắc được gì, không thành tựu chánh đạo thiện pháp. Còn cho dù người xuất gia hay là người tại gia, nhưng mà hễ thực hành đúng đắn theo đường lối chánh đạo thì dù xuất gia hay tại gia gì thì cũng vẫn chứng đắc được. Ý nghĩa là như vậy. Và do đó Đức Phật này không tán thán người xuất gia mà cũng không tán thán người tại gia, mà ngài chỉ tán thán cái sự thực hành đúng đắn của người tại gia hay của người xuất gia thôi. Bởi vì do nhân thực hành đúng đắn như vậy cho nên mới thành tựu được chánh đạo thiện pháp. Còn khi mà người xuất gia hay là người tại gia nhưng mà thực hành sai lệch thì như vậy họ vẫn không thành tựu được chánh đạo thiện pháp. Ý nghĩa đó là như vậy. Thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị
qua cái đoạn kinh văn hôm nay dân chúng ta học về phản ứng Pali. Sau khi phân tích từ mượn, chúng tôi nói về ý nghĩa chút. Bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc bài giảng ở đây. Và kính chúc chư người tâm đức được an vui, và kính chúc chư Phật tử chúng ta được tiến hóa. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, xa thú cái chân chư Thọ Tuệ Siêu. Mà chư Thọ Tuệ Siêu xin được hỏi chư Thọ Tuệ Siêu một câu rồi sau đó thượng tọa thỉnh thượng tọa đi nghỉ. Mà chư Thọ Tuệ Siêu trong một số cái đoạn kinh thì có những vị mà thanh niên, chuyên gia nam tử nghe Đức Phật thuyết pháp rồi nghĩ rằng đời sống tại gia khó hạnh và bệnh, trắng bạch gì vào ốc. Thì chúng ta không nói đoạn kinh này, mà trong những đoạn kinh khác thì phải chăng nếu có người hỏi khi mà mình muốn thực sự tu thì mình nên xuất gia, thì mình trả lời như thế nào? Xin kính thỉnh thưa Phật. Kính thưa quý vị, nó tùy theo cái thần kỳ, cái thần kỳ và Đức Thế Tôn còn đại thế. Khi mà các thì đang tự đi nghe Đức Phật thuyết pháp thì họ nhận ra một điều là theo ta hiểu pháp của Đức Thế Tôn giảng dạy, đời sống của người tại gia thật là khó thực hành phạm hạnh thanh tịnh, được trắng bạch như vỏ ốc sợ từ được mài dũa. Nay ta hãy xuất gia thì vân vân, thì lúc đó các thị nam tử liền bỏ nhà để xuất gia sống không nhà. Thì khi mà xuất gia xong vậy thì các vị đã chuyên tâm, chúng tôi dùng cái từ chuyên tâm ở đây là rất chính xác, thưa quý vị. Các vị chuyên tâm tu hành, chuyên tâm tu hành đời sống xuất gia thời Đức Phật đó, thì cái trước nhất là khi xuất gia xong thì các vị đó sẽ chọn cái trú xứ là ở rừng, không có sống ở làng mạc. Thứ hai đó là vị đó mặc phất tổ y, tức là dùng chứ là nhặt lượm vải cũ mà người ta quăng bỏ bên đường hay ở tham màu bồ địa mà làm y mặc. Thứ ba là vì đã đi phước thực và ăn. Đời sống của vị xuất gia trong thời đó gì? Rồi các vị chuyên tâm thực hành thiền định, quan trọng nhất là thiền định. Thời Đức Phật nếu mà các vị vô xuất gia mà muốn học pháp thì chỉ có ngồi buổi chiều đi đến đại lễ Đức Phật để nghe Đức Phật thuyết pháp, lãnh hội cái thời pháp đó, hay là nghe các vị tôn giả như là tôn giả các vị A La Hán, các vị như là tôn giả Xá Lợi Phất hay tôn giả Mục Liên, tôn giả Ma Cát Chánh Đát, nghe các vị thuyết xong thời pháp xem như là đã đi pháp học rồi đó. Rồi dành nhiều thời gian để các vị đó chiêm nghiệm cái lời dạy của Đức Phật và chư Thánh Văn, rồi hành thiền đạt cho đến khi đạt đến quả vị A La Hán thôi.
Cho nên thời kỳ đó, đó muốn tu tập là cần phải xuất gia. Chứ đời sống người tại gia cư sĩ lo bận rộn thế tục, có làm được thiện pháp đi chăng nữa, làm phước báo đi chăng nữa, tạo công đức chỉ là bố thí cúng dường, bố thí cúng dường hoặc là bố thí chẳng mờ. Chúng ta có hai sự bố thí, bố thí cúng dường và bố thí chẳng mờ cho người nghèo khổ đó. Rồi thêm cái nữa là được giữ giới. Người tại gia cư sĩ chỉ có những bụng giới hay là quá là bảo qua thế giới thôi, chứ không có những giới, không có những thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh, ý nghiệp thanh tịnh, nuôi mạng thanh tịnh nhưng vẫn xuất gia được, mà chỉ là những năm giới hoặc tám giới. Và vị đó nếu có hành thiền chăng thì chỉ là hành những cái pháp môn như là Đức Phật Ngài dạy do Hoàng Ma Ha Nam Ma là người cư sĩ tại gia đó, thì hành cái pháp môn gọi là tùy niệm Phật, tùy niệm pháp, tùy niệm tăng, tùy niệm giới, tùy niệm thiên, tùy niệm thiên, chỉ đến từ đó gọi là sáu pháp tùy niệm. Hoặc là có thêm nữa là tùy niệm sự chết hay là tùy niệm tịch tịnh như vậy thôi. Nhưng mà đối với người tại người xuất gia đó thì các vị có thể hành thiền chỉ để đắc được thì sắc giới, thì vua sắc giới có tận thông, và hành thiền quán minh sát hay tiếng niệm xứ để mà đắc chứng đạo quả tu được quần tu đà hàm an hàm a la hán. Cho nên đời sống xuất gia thì có điều kiện hơn, có điều kiện tu tập hơn. Cho nên muốn tu tập thời đó, muốn tu tập là cần phải có, cần phải xuất gia. Còn thực ra thì thú vị trong thời nay đó, thì nhiều khi có nhiều vị xuất gia, đời sống của họ cũng giống như người tại gia chứ không có gì khác, chỉ khác là khác cái hình thức cạo tóc đắp y cà sa vậy thôi, chứ còn tối ngày thì cũng chỉ đi tới đi lui, quét dọn rồi ăn uống rồi ngủ nghỉ bình thường, chứ không có chuyên tâm, không có chuyên tâm được. Còn những vị nào, những vị xuất gia mà khác hơn đó, thì vị đó nhờ cái sự xuất gia đó, vị đó hành thiền được nhiều hơn, hoặc là vị đó có thời gian để nghiên cứu kinh điển, nghiên cứu tâm tạng kinh điển, rồi đi thuyết pháp, dịch soạn kinh sách vân vân, thì như vậy đó là vị xuất gia thời nay là rất tốt. Phải xuất gia thì mới làm được cái việc đó. Chứ còn người đại gia cư sĩ thì không có thời giờ đâu mà ngồi mà dịch soạn kinh sách hay là đi thuyết pháp. Người cư sĩ đã lên pháp tòa mà thuyết pháp cho quần chúng nghe. Cho nên đời sống xuất gia bây giờ, nếu mà chúng ta nói rằng muốn tu tập, mà tu tập bình thường, tu tập để tạo phước đó, thì thôi ở tại gia cư sĩ tu tập tạo phước cũng được. Còn gọi là tu tập để vừa học pháp, vừa hành pháp, vừa hoằng pháp đó, thì phải có đời sống xuất gia. Như vậy thì mới là viên mãn, mới là dễ dàng, mới có điều kiện, có cơ hội hơn, tốt hơn là người tại gia cư sĩ. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng như vậy. Và bây giờ chúng tôi xin nhường mic lại cho Thượng Tọa Giác Đẳng tiếp tục điều họp thảo luận. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Sao thú, kính thỉnh sư huynh đề nghị và
Thưa tòa tự quyền ơi, chúng tòa có ở trước máy, chúng tòa có nghe được không? Nếu mà chúng tòa tự quyền nghe được, xin chúng tòa có thể trả lời cho câu thơ tiếp theo. Chúng tòa tự quyền có một cái, có nhiều người họ nghĩ rằng cái thời bây giờ, cái người tu thực ra không đủ phương tiện, tu mà tu đúng nghĩa, và tu như là từ bỏ thế tục mà mình muốn phụng sự chúng sinh đó, thì họ đưa ra hình ảnh của những người đại gia, những người có thành tựu lớn rồi, họ dễ dàng để họ làm phước, họ giúp đời. Thì nếu mà mình muốn phụng sự cuộc đời, phụng sự thế gian đó, thì mình đã nhập thế, thì cái quan điểm đó thì tòa cái quyền kỹ sẽ đọc xin thỉnh ý kiến thưa tòa. Nam mô Bổn Thầy, chánh nam mô Phật Môn, chánh nam mô Phật Thầy, để cho tôi được chứng được nghe đọc. Từ tâm thành đại đức tự tri sư minh thông cùng sư tăng đang hiện diện, xin chào đến quý phụ nữ cùng chư Phật tử. Dạ được, cảm ơn. Có thể nói rằng nếu như chúng ta nói rằng là cái người xuất gia đó đi thì khó có thể mà được cái điều kiện cuộc sống đúng như vậy. Còn người ở ngoài đó là nhiều cái tiền của đó, người ta có thể cái những cái khổ đau của chính mình suy động, chúng ta thấy cái điều đó nó hợp lý. Cái điều có những cái chuyện ở trong cuộc đời đó, cái người nhiều tiền mới giúp được, đó là những niềm đau nỗi khổ khi sự mất mát, những gì mà trong tầm tay của người đi, người thân như cha như mẹ, như vợ chồng con cái, ngay cả tài sản, thì phải nói rằng là lúc này thì những người đại gia, những người có tiền của vật chất và tiền của đó, được nơi làm sao cho họ yên ổn, hay là những người mất mát đi nhiều của họ rồi, vì họ sống họ muốn điên loạn, họ muốn đau khổ rất vô cùng, thì phải nói rằng lúc này thì có những người xuất gia, những người tôn đó, sẽ dễ dàng chia sẻ cho họ, chỉ cho họ cái chỗ an trú, chỉ cho họ cái chỗ nương. Chứ trong cuộc đời này không có tìm được tất cả được sung túc trong hiện tại. Cái cuộc đời của người mình đó, nó bèo dạt mây trôi, nó lên nó xuống mà, như nước trôi qua cầu, tức là sáng coi như là vơi chiều, sáng đầy nó chiều nó vơi, coi như là biết ai, chúng ta không thể biết được ngày sau, ngày mai nó như thế, nó ra sau, tất cả cái điều nó là cuộc đời nó phải như thế. Những điều mà chúng ta chỉ nói cho họ biết, họ hiểu được, rồi phải như thế là sự thật, ta cứ phải vừa lòng, ta phải chết, ta phải ra đi, ta không có hiện hữu mãi mãi. Rồi từng người sẽ đi, từng người sẽ chết, thì chậm chậm một chút xíu có thể họ vui đi, vơi đi những cái niềm đau nỗi khổ, chậm chậm đó họ có thể vượt qua được những cái khổ đau, và chỉ cho họ thấy khiến con người giàu cho có tiền, có quyền thế nhưng họ cũng khổ, còn con người không có tiền, không có quyền thế thì khổ cả tâm lẫn thân này. Ở trong cuộc đời hiện hữu này là phải chấp nhận như thế. Giờ tại sao như vậy? Quá nô lệ cho tham ái, cho bản năng, cho cái lòng ham muốn của ta, thì chúng tôi chuyện chúng ta lần lượt những người xuất gia họ dễ dàng có sự chia sẻ, có sự chỉ dẫn, là cái điểm tựa cho người. Thì đó là cái sự thật. Cho nên vì vậy, có những lúc đó, quý vị thử đi, khi chúng ta bệnh, chúng ta dẫu cho có nhiều tiền của nó cũng cứu chúng ta được, nhưng làm sao cho mình có cái niềm vui, làm sao cho mình có một cái tâm hướng thượng, thì điều này nó rất là khó. Yeah. Còn cái chuyện mà nếu mà nói rằng để mà đó, ví dụ bây giờ có những cái bệnh nó đang đi, nhưng làm sao mà để người ta vui sống,
thì cái lý tưởng của, thì cái lý sống của Phật pháp á, cái lời dạy của Phật thì đó là một cái cầu vô cùng to lớn. Ở đây thì chính cái đó cho nên đậu xanh nó rất nhiều hình thái đối với người tu, thì bởi vì suy nghiệm về cuộc đời có thể gần kề, có thể chia sẻ chịu đựng, đưa cho họ bớt khỏi lên nỗi cái biển đau khổ, hay là đưa cho họ cập bến, hay là chịu khó đó là một chỗ dựa cho họ để có thể họ nói lên họ tâm sự, hay là họ bày tỏ, hay là sám hối những cái điều mà họ đã làm sai. Thì có ngay cái cuộc đời này nó cho đến người ta vật chất và cho đến người ta cái sự an bình cũng là cho đó chứ. Dạ. Thì cũng là cái sự nhập thế, cũng là cái sự độ sanh đó chứ. Cho nên quan điểm này nó rất là đặc biệt. Chứ một người tu là tu, chứ không thể nói rằng mình nhập thế vào mình đi được thế, cho nên mình vào mình sinh hoạt với người thế cũng được. Đó là thật không được. Mà người tu phải ra người tu, người đời nó là người đời, giữ người tu thì phải giữ đúng cái chế lực, cái tư cách, cái phẩm hạnh của người tu. Còn người đời người ta sinh hoạt, người ta nhậu nhẹt, người ta ăn uống, người ta có vợ chồng có con, người ta đi đùa đi giỡn vân vân, thì cái người tu không được như thế. Thì đó chính là một người tu, thì nó như là một cái duyên nó vào đời, và nhờ cái hình bóng của người tu đó, cái tâm thiện lành nó mới khởi sinh lên. Những hình bóng của chư tăng khi mà len lỏi, người ta biết đây là người tu thì người ta sẽ cảm thấy nó nhẹ nhàng, giống như có một cái gì đó là một cái gửi trao, như có một cái gì đó nó chia sẻ, nó gần kề, và đặc biệt đối với những cái người nghèo khó thì đây chính là đặc biệt chất. Thì chính là điều này chúng ta thấy đối với người tu thì không phân lượng là nghèo giàu. Nhưng mà nãy bên cái lưu phước cú có thiết một câu, tức là cái phước người tu á không có đòi hỏi, không có xem thường, hay không có mong cầu những cái vật dụng gì của người khác, và cũng không xem thường những cái gì người ta cho mình. Một cái bánh củ khoai cũng là Phật, cũng là hương quả, cũng là phước báo của Phật, cũng là công hộ đức mắt công sức của người vân vân. Thì phải nói rằng mình là một điểm tựa của người tu, chúng ta giúp ích rất nhiều. Còn cái mà giúp đói, chúng ta chống đói được, giúp sống được, chỉ mua, chỉ khổ. Chúng ta chỉ cho họ cái yếu lý, chúng ta chỉ cho họ cái pháp tu, họ sẽ đỡ hơn nhiều, họ sẽ mang theo như là giúp cho họ một cái muốn lý rất là cái gì dẫu cho họ có giỏi, có tiền nhiều, nhưng tâm tư họ không có vững vàng, tâm tư họ không có cái sự an ổn, thì chắc chắn rằng họ sẽ thất bại. Họ, nếu như chỉ cho họ được những niềm đau nỗi khổ, những cái vô thường, những cái khổ não, những cái vô ngã của cuộc sống này, thì họ biết họ sống, họ biết điều tiết, họ sống họ biết tri túc, họ sống họ biết trang hòa, họ sống họ biết giữ gìn, họ sống họ biết điều phục, họ đã tốt hơn. Chúng tôi phải nếu có điều gì cần tốt thì chúng tôi cần tòa tham mưu của thầy nhé. Sao thú cái trường cửa chủ tọa trên quyền xin Minh Thông ơi, xin Minh Thông có chút máy mà có nghe được, nếu xin Minh Thông nghe được xin Minh Thông có thể trả lời cho câu thảo luận số 3. Yeah. Xin Minh Thông ở trong đoạn kinh văn mà trích đó, khi vị thanh niên Bà La Môn hỏi Đức Phật, là những người Bà La Môn nói rằng cái đời sống tại gia đó thì mới có thể làm được nhiều thiện pháp, mới thành tựu được những thiện pháp. Thì Đức Phật ngài không có nói chuyện nó đúng hay sai, mà ngài nói câu trả lời ngài nó phải được ngài chọn cái cách trả lời phân tích. Theo ngài thì vấn đề phải phân tích. Thì khi mà ngài nói như vậy, phải chăng là nó không đơn giản là đúng hay sai, tức là có những cái mà người cư sĩ cũng là tốt hơn người xuất gia, có phải vậy không? Và có những mặt người sĩ gia sao tốt hơn người cư sĩ. Xin thỉnh ý kiến của sư Minh Thông.
chưa lưu thông với Hoa Kỳ được nhất ở lớp học. Thấy xin cầm mic nhưng mà không nghe được gì đó. Xin lỗi thầy cả. Dạ bạch chị Minh, con không nghe được âm thanh của sư. Dạ đạo Phật, bạch thiên tòa giác đẳng, sư Nguyên Thông đã rời trung rồi, con kính nhân mít đến ngày ạ. Thượng tòa thì quý ngài thượng tòa có thể trả lời để trả lời cho câu thảo luận số 3. Nếu mà sư đoàn tư nguyện nghe được xin sư đoàn hoặc ghi chữ biết. Dạ. Anh sư đoàn tư nguyện khi mà Đức Phật được đưa câu hỏi này thì ngài không nói rằng tu xuất gia tốt hay tu đại gia tốt, mà ngài nói là vấn đề cần được phân tích. Thì khi ngài nói như vậy thì chúng ta nên hiểu sao về cái cách trả lời của Đức Phật thì thân sư đoàn. Câu thảo luận số 3 này chúng ta đọc, chúng ta sẽ thấy Đức Phật trả lời vấn đề này cần phải có tính rõ trước khi trả lời, phải chăng cách này cho thấy vấn đề không thể trả lời một cách đơn giản mà được trả lời. Đúng như thế này, tức là mình nghĩ rằng người đời sống của người đại gia cư sĩ, bởi vì họ có nhiều cái thiện sự thiện pháp, chẳng hạn như họ cúng dường, họ thể giữ giới và đặc biệt họ cúng dường, như vậy thì họ tạo được nhiều thiện sự tốt. Nhưng quả thật, kính thưa quý vị, cái người xuất gia đó, cho đi hoặc là bố thí hoặc là giúp đỡ này nọ cho cái người khó khăn về vật chất đó, thì họ sẽ giúp được. Nhưng ngược lại, để có một thời gian để có một đời sống tu ở đây có nghĩa là khép mình trong giới lực, tu ở đây tức là khắc chế cái bản thân để thành tựu những thiện pháp, thành tựu những thiện pháp lớn, những thiện pháp cao cả. Cái việc của người cư sĩ làm cái việc bình thường đó thì là nó mang tính tức là bốn thí sinh thiên thì hết rồi, làm những cái thiện sự để kết quả thiện sự, kết quả gì thôi. Nhưng đối với người tu cái tầm phúc nó cao hơn, một là phải giữ gìn giới luật nó cao hơn, nó nhiều hơn, nó tốt hơn, cái đạo hạnh và những cái thiện sự làm nó nhiều hơn, bởi vì thiện sự này khởi từ tâm tâm thiện. Nếu như tu tập có thời gian tu thiện tâm nhiều thì cái phước báo nó nhiều, thiện pháp thiện nó nhiều. Và cũng như là chính cái đời sống tu xuất gia đó, nó không có hệ lụy của gia đình, của thế tục, thì mới có cái thời gian tu, cái tiến tu nó tốt đẹp. Thì đó là một phân tích một cách rõ ràng. Đúng là đứng trên một phương diện bình thường, chúng ta thấy những người này thì cái đời sống xuất gia này, còn cái đời sống của những người cư sĩ đó thì có thể giúp ích cho một số lượng tăng đoàn này, một vài người kia. Nhưng còn cái đời sống của xuất gia là cái đời sống của cả thể, dù cho là Phật tử vô phương, thì cái hành động thiện của vị này để là một điểm tựa thì đó cũng là một thiện sự rất tốt để tế độ, để cứu giúp cho những người nghèo khổ, cho những tâm hồn ác mà bỏ phó
phóng hạ đầu đau lập địa thành Phật, đó chính là một thiện sự tốt, mở đời thì khó lắm. Mà chỉ có thể qua một lời kinh, qua một tiếng kệ, qua một lời kinh nhẫn, họ có thể bỏ ác làm lành. Thì đây là một cái cho nó cái gấp trăm ngàn lần một cái sự hiểu đúng lầm, hiểu sai, tà kiến, mê si, ngu loạn, mà để giảng giải, để giải cho họ, để cho biết để có một chánh kiến, có cái tin nhân quả, nghiệp báo, bao nhiêu đó thôi cũng là thiện sự gấp trăm gấp ngàn lần khi chúng ta được có nghĩ. Nghĩa là thì họ chỉ muốn không như vậy, chúng ta cho là lớn, họ ban phát ra. Thì nói nhiều nữa từ đó, chẳng hạn như một vị nhờ, thì chính cái đời sống xuất gia này có cái đời sống xuất gia như vậy, cái đời sống tâm linh mà Phật giáo bao đời nay, các nước quốc giáo nó trải dài cho tới ngày hôm nay là như thế. Thì chúng ta thấy, và cái đời sống xuất gia đó mới là cái đời sống gần kề với cái sự thoát ly. Thoát ly của gia đình, ví dụ anh ở gia đình thì phải vợ chồng con cái, ông bà cha mẹ bè bạn sống gì, bạn hữu vân vân, nó có một cái liên hệ đối qua đối lại nó rất nhiều thứ. Tất cả chúng ta không có thời gian đâu, không có thời gian để tu. Rồi nếu có để tu thì nó cũng là thời gian do mình khéo sắp xếp hay là dành đặt cho thời gian đó. Và cái đời xuất gia cái chi phối một cách trực tiếp bởi sức tiếng hay mùi thơm vị ngon xuất lạc thì nó nhẹ nhàng hơn. Hoặc là thấy có đó nhưng điều mà nó bị nhiều cái điều kiện khác khó mà những người ở đó là cái món khoái khẩu đó chính là một cái vật mà họ thích, họ cầm cậu. Và đối với người tu thì phải nó làm chuyện khác. Cho nên vì vậy để mà được cuộc sống tu tập tốt đẹp thì chính vì vậy từ cái tâm tư của họ nó có tốt đẹp thôi, cho nên khi những người mà u sầu đi vào chùa thôi, người ta cảm thấy rằng nó rất là nhẹ nhàng. Tại sao nó nhẹ nhàng? Bởi vì có cái sự tôn nghiêm, có cái sự giữ lớp hành từ. Bởi vì nếu mà điện trường của người tu mạnh thì vào cái chùa đó chúng ta cảm thấy mát mẻ, cái khu sinh thái nó cũng yên lặng, nó mát mẻ. Nhưng đừng tự nhiên nó không có được cái điểm, không có được một cái sự yên tịnh, thanh tịnh một cách nhẹ nhàng. Với những cái thiền viện, với những cái chùa mà nó có những cái tôn tượng Phật, có cái điện này, có cái chỗ kia, nó rất là nhẹ nhàng, có cái phong cách nọ, nó rất là nhẹ nhàng, không phải là cao sang quyền quý gì, nhưng rất là cảm thấy rất là thoải mái. Thì đó chính là những điều mà chúng ta thấy những phương tiện của mình. Tốt hơn với cái người gọi tiến sĩ tại gia. Và đây chính là câu trả lời. Dạ, thưa quý vị, chủ tọa kiếm quyền. Quý phục kiếm quan hệ chờ chỉ chúng tôi một phút. Dạ, xin lỗi quý vị. Hôm nay không có chư vị giảng sư đồng ở trong room, do đó chúng tôi xin được định thời giờ còn lại để bàn về điều mà Đức Phật giảng dạy tại đây. Thật ra thì
mỗi một cuộc sống có một cái lợi điểm. Nếu chúng ta đưa ra một cái hướng để phát triển, để phục sự, lấy ví dụ như là ngày hôm nay mà đa phần đời sống của các vị tu sĩ và có nhiều cái khủng hoảng là tại vì chúng ta lựa chọn cái phương cách phụng sự mà nó đi ngược lại với cái tình trạng cố hữu của một vị tu sĩ. Chúng tôi nói như vậy là về cái sự giàu có của vật chất, nếu nó là cái cơ sở để mà chúng ta phụng sự như trường hợp ông Bill Gates hay là nhiều những người từ thiện, họ làm những công việc rất là lớn, họ có thể cho từ thiện rất là nhiều, hoặc giả là họ làm những công việc gì có thể là công ích, thì rõ ràng là đời sống cư sĩ là một cái môi trường dễ phát triển. Tại vì sao? Nếu chúng ta muốn phụng sự mà trên phương diện từ thiện xã hội vân vân thì mình có tiền thì mình sẽ làm được nhiều việc, và nếu chúng ta có đủ phước và có khả năng thì rõ ràng là phương diện có lợi thế. Nhưng mà nếu mà thiện pháp mà do sự tu tập, mà đặc biệt là tu tập giới định tuệ, tức là tu sơ bát chánh đạo, thì đời sống xuất gia đó lại có một cái lợi điểm hơn. Chúng ta tạm nói như vậy là cái mạnh của người cư sĩ là có, cái mạnh của người xuất gia là không. Người cư sĩ đó thì có thể có cái điều kiện để gây dựng tài sản, điều kiện đi lại quen biết ở trong xã hội, và cái cuộc sống của người cư sĩ đó thì nó là thích hợp cho những công việc mà chúng ta thấy như ông Cốc Cô Độc. Nếu ông nghèo không có làm được cái chủ viên thì cũng dựng được Phật. Nếu một vua A Dục mà không có quyền, không có khả năng ấy, thì nhà vua đã tổ chức được những cái phái đoàn truyền giáo đi ra nước ngoài. Cốc Cô Độc hay của vua Bình Sơ Vương hay vua A Dục chứng tỏ cho người cư sĩ đó, và nếu mà do có phước mà có khả năng thì có thể làm được những việc mà cái vị thích gia không thể nào làm được. Chúng tôi nói một cái chuyện rất là đơn giản, như là người xuất gia mà đứng ra để làm công việc như vậy cũng không làm được. Nhưng mà nếu ngược lại là đời sống mà Đức Thế Tôn của chúng ta, mà Ngài không đi xuất gia mà Ngài ở đây làm vua đó, thì có lẽ là tất cả những gì mà Ngài làm được trong cuộc đời nó chỉ là một hai thế hệ thôi. Chúng ta đâu có thấy vị hoàng đế nào mà ở trong lịch sử, ví dụ như là ở bên Trung Hoa đời nhà Thanh có hoàng đế Khang Hy và Càn Long cũng có nhiều quyền hành, hay là Mông Cổ có thần Cát Tư Hãn, bên Pháp thì có Napoleon, hay là những vị vua chúng ta thì như vua Thái Lan hiện tại giờ vua Thái Lan Phumifol mất tài sản trên 30 tỷ miếng kim và cũng làm rất nhiều, nhưng mà những vị vua đó những gì mà mình làm một đời đó thì gọi là cái ảnh hưởng năm ba đời là đã nhiều, nó không thể nào mà đi quá xa được. Dĩ nhiên là vua A Dục đã có ảnh hưởng lớn đến tất cả chúng ta về sau này. Chính nhà vua là đã gửi những cái phái đoàn truyền bá Phật giáo đi sang các nước lân cận và ảnh hưởng nhiều thế hệ về sau. Nhưng mà hầu hết những người cư sĩ mà có thể để lại ảnh hưởng lâu dài, trong lúc đó thì Đức Thế Tôn của chúng ta, Ngài không chọn cái không là một vị vua. Và nếu Ngài là vị vua chắc chắn, Ngài là vị vua sẽ có hình tượng lớn
như là có một đế quốc mà mênh mông to lớn v.v. Nhưng mà Đức Thế Tôn đã chọn con đường đi xuất gia. Tại con đường đi xuất gia cũng có cái, ngày đấy thì chúng ta những chuyện khác. Chúng ta lấy một ví dụ là Khổng Tử, bỗng Khổng Tử, lúc Khổng Tử còn sinh tiền đó, thì cả ảnh hưởng Khổng Tử không lớn. Người ta nói Khổng Tử mà là thật sự trở thành một vạn thế siêu biểu, là một vị mà ảnh hưởng đến cả một nền văn hóa lớn ở Trung Hoa đó, là vài chục năm sau, sau khi Khổng Tử mất, thì Mạnh Tử mới là người đã phát huy quang đại, và lúc bây giờ đó người ta mới thấy được là những người dạy của Khổng Tử bắt đầu nó quan trọng, và từ từ nó đi vào trong dân gian và có ảnh hưởng rộng lớn. Về điểm này thì chúng ta không có ngạc nhiên. Dạ, chúng ta không. Thường thường thưa quý vị, cái gì mà học thuật, tư tưởng hay đạo giáo hoặc giả là thì khi một khi mà đã bám rễ rồi thì cũng tồn tại rất là lâu dài, nhiều thế hệ. Còn những cái quyền quý, tiền bạc thì nó một đời thôi. Điều đó nó tùy vào cái nhìn của mỗi người. Bởi vì Đức Phật Ngài dạy rằng ta phải phân tích. Và còn một điểm khác nữa, hồi nãy chúng tôi nói rằng cái đời sống của người cư sĩ thì cái lợi điểm là trên cái có, người xuất gia lợi điểm là trên cái không. Dạ, trên cái không. Bên cạnh đó thì đời sống của người xuất gia đó, quý vị có thể có những cái ảnh hưởng rất là sâu sắc về những cái người truyền thừa. Chúng tôi phải nói thật với quý vị rằng khi mà Ngài Hòa Thượng Tịnh Xuyên còn sống thì Ngài là một vị trưởng lão mà tương đối là không có già về bệnh tật. Ngài có nhiều chùa, Ngài lập nên như là chùa Viên Giác, chùa Sư Lý ở Vĩnh Long nơi mà chúng tôi vào tu, và những chùa Sư Lý Sài Gòn cũng một số chùa nữa, nhưng mà Ngài không có ngôi chùa nào gọi là chùa lớn hết so với những vị bây giờ. Tại vì Ngài tập trung phần lớn dịch kinh sách và truyền dạy thánh pháp. Thì bây giờ những người hậu học đó, thì cũng phải nhìn lại cuộc đời của Ngài. Ví dụ bây giờ một vị xuất gia mà tu tập lo làm cái chùa to, nhưng mà vị ấy nằm xuống chết đi thì đâu có để lại bao nhiêu đâu. Nhưng mà nếu vị đó có dạy những học trò đệ tử, và những học trò đệ tử sau này thừa kế đó, thì những học trò đệ tử nhờ học hiểu được của vị thầy có thể làm nhiều phật sự khác nữa. Thành ra về việc này chúng ta phải cân nhắc. Ngay cả đôi lúc chúng tôi gặp một số các vị tu sĩ thì các vị cũng nói rằng vị này làm được cái chùa này, vị kia làm có tiền cơ sở kia vân vân. Nhưng mà khi mà chúng tôi nghe các vị nói chuyện thì dạ con thỉnh sư cầm bích trở lại bạch sư. Dạ quý vị có nghe được không? Dạ quý vị có nghe chưa? Thế thì đó là lý do tại sao mà Đức Phật Ngài dạy là đây là vấn đề cần phải phân tích. Chúng tôi không phủ nhận có nhiều lần lắm chúng tôi đi hành hương với Phật tử sang bên Ấn Độ,
một số các vị thấy nghèo, thấy Ấn Độ nghèo và các vị muốn làm này việc kia, nhưng mà mỗi khi chúng ta làm thì chúng ta nghĩ đến tiền, và khi mà không đủ tiền thì các vị than là lực bất tòng tâm, với tòng tâm. Nhưng mà chúng tôi có chỉ cho các vị coi rằng một số các vị có cái ảnh hưởng lớn là do sự tu tập chứ không phải là do tiền. Đó là cái thấy của chúng tôi. Các vị hoàn toàn không có phải là do tiền mà còn khóa được, và các vị do cái đức độ, do sự tu tập. Chúng tôi lấy một cái hình ảnh khác, đó là ngài Ajahn Chah. Và ngài Ajahn Chah, nếu mà ngồi lại đó mà chúng tôi nghĩ thì khi mà ngài Ajahn Chah ngài còn khỏe, ngài còn đi hoàn pháp thì đó là cơ sở vật chất của ngài khiêm tốn. Cái đó là cái mà chúng tôi biết đích xác. Nhưng mà do cái tập trung và ảnh hưởng của ngài về mặt tu tập và hướng dẫn người khác tu tập, và do vậy ngày hôm nay cái ảnh hưởng của ngài rộng hơn. Thì mỗi người đều có một cái quan niệm riêng trong cái công việc tu tập, làm việc cái đường hướng nào mà mình muốn. Nhưng mà chúng tôi muốn nhắc là ở đây là cái lời của ngài Tăng Bô Lu, ngài vị thầy của chúng tôi đó, khi mà ngài sắp rời Hoa Kỳ và biến điện chúng tôi lên đảnh lễ ngài, thì chúng tôi nói rằng bây giờ ngài về rồi, không biết chừng nào con có thể gặp lại ngài nữa. Thì thật ra đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp ngài. Thì xin ngài Hoa Kỳ dạy cho con đôi điều để con lấy điều đó làm cái điều tâm niệm. Thì thưa quý vị, ngài nói rằng thật ra mình học Phật pháp thì học nhiều, nhưng mà cái điều mà mình nên thực hành thì nên cần có cái gốc. Thì ngài nói rằng nếu mà hỏi ngài đó thì ngài cũng sẽ trả lời một cách rất là đơn giản, là trong cách xử thế và cách xử thế sống ở trên đời thì cứ dựa vào tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Mình ở hoàn cảnh nào cũng lấy từ bi hỷ xả. Và trong cái nhìn về cuộc sống đó, thì nếu mà mình thường quán ba pháp là vô thường, khổ, vô ngã thì mình tu sao cũng không đạt hết. Và ở trên cái sự áp dụng cụ thể Phật pháp đó, là cứ lấy bát chánh đạo, cứ lấy tam học làm chính, là đừng có nghĩ mình chạy sang cái này chạy sang cái kia. Đó là điều ngày đại, tức là cái nhân của mình đó, thì nhìn theo những gì Phật dạy về vô thường, khổ, vô ngã, mà về đời sống sống theo bát chánh đạo. Đó là ngài anh sao thì những điều mà ngài dạy đó, nó không phải là những điều mà chúng ta xa lạ mà không có nghe được. Nhờ chúng ta chưa từng nghe, mới ngày không có dùng, ngày không có dùng đưa ra cái quan niệm mà nó phải xa lạ. Nhưng mà nếu mà dựa trên những gì mà ngài nói như vậy đó, thì thưa quý vị, chúng tôi cũng phải nhận rằng đời sống cư sĩ đó khó có thể sống được. Dĩ nhiên cũng có những người cư sĩ làm tốt về ba cách mà ngài dạy, sống có từ hỷ xả, và thường quán về vô thường, khổ, vô ngã, hoặc giả hành theo bát chánh đạo. Nhưng mà bây giờ đó, quý vị Phật tử là cư sĩ sống ở ngoài đời mà luôn luôn nhìn cuộc đời bằng cái nhìn của vô thường, khổ, vô ngã, thì nhiều khi nó mất hạnh phúc vợ chồng, nhiều khi nó khiến cho chúng ta trở thành con người thầy không ra thầy, thở không ra thở, và nó làm cho chúng ta có vẻ như là chân trong chân ngoài. Chúng tôi hiểu rất nhiều vị cư sĩ gặp cái trường hợp khổ là chân trong chân ngoài, tức là nửa có trách nhiệm nửa tu á, cũng là vấn đề. Mà thật ra áp dụng bát chánh đạo không phải chuyện dễ. Lấy một ví dụ như là nuôi mạng một cách chân chánh. Mình sống ở thế gian là nuôi mạng kiểu gì thì nữa rồi cũng có đụng chạm hết rồi. Một cái đời sống lương thiện của Phật cư sĩ như là cúng đất trồng khoai, thì mình cúng đất, mình cũng đào bới. Bây giờ đất đai mà có chuột, có rầy, có tiền kia mà mình đâu có thể nào mình đi yên được, mình cũng phải phá. Rồi quý vị nghe trong kinh Sankara đó,
Katikara là một người thủ gốm, người ta làm đồ gốm thời Đức Phật Kassapa, mà muốn cái đời sống nuôi mạng của mình mà không có tạo thêm nghiệp nghiệp, bởi vì nếu phụng dưỡng cha mẹ thì vì này phải làm công việc đó là đi lấy đất, mà đất thì không có mình đào, đất là những chỗ con chuột con lẹn cho nó đào lên, nó đục lên rồi mình lấy đất, tại vì nó đào sẵn rồi mình lấy, rồi mình mới làm vì này mới làm những cái chén bát, rồi bằng đất rồi đun đất lên rồi để đó ai muốn đến lấy thì lấy. Và chỉ xin một điều rằng không nhận tiền nhưng mà nhận lại những cái thực phẩm họ để lại, vậy mà vì để nuôi cha mẹ và nuôi bạn một điều kiện sống rất là nghèo. Chúng mình thấy ở Mỹ này thôi, khi mà mình nộp đơn để xin việc, mình xin việc có nghĩa là hãy mình được việc thì có nghĩa là những người khác cũng được. Và khi đi vào làm việc thì luôn luôn có sự cạnh tranh. Không có gì sự cạnh tranh hết. Ở cuộc đời này, bất cứ một cái địa vị nào, cương vị nào, thì cũng có người này muốn, người kia muốn. Và khi mình đã nhận công việc đó, thì luôn luôn nó có những cái oan trái. Chúng tôi đi làm việc cho giáo hội đó, giáo hội Đông Thống Nhất, chúng tôi làm cũng lâu, cũng mấy mươi năm. Vì vậy là mình không làm việc thì thôi, nhưng mà mình làm việc thì luôn luôn có quan trắng. Có thể nào không có quan trắng. Một cái vai trò đó, người ta đề cử mình lên mình làm nghĩa là mình làm rất là mệt. Nhưng mà rồi có những sự đố kỵ, họ nghĩ rằng mình dành những chức của họ, mình thế này thế kia rồi nó cũng quan trái cái của đụng chạm. Vì vậy, ở trong cuộc sống của người cư sĩ đó, thì riêng cái chuyện nuôi mạng không, thì nuôi mạng cái chân nhánh đó, thì nó cũng có đụng chạm. Ngay cả chúng ta đi làm, chúng ta đóng thuế, thì cái tiền thuế chúng ta chính phủ họ cũng dùng vào nhiều việc. Ví dụ việc mua sắm vũ khí, vân vân. Khi mình làm việc ở ngoài đời thì trong cái sự cọ sát với cuộc sống, nó lúc nào mà mình tốt cho mọi người, không ai mà sống cũng được. Nó phải có sự va chạm chỗ này chỗ kia. Thành ra đời sống mà Đức Phật này cho vô tình phạm đó, cất thực là chánh mạng của chư Phật. Tại vì cất thực là nhận được cái thực phẩm do sự phát tâm của đại. Cái đó mình không có cạnh tranh với ai mà mình có cuộc sống đơn giản. Rồi mình chưa kể nếu mà mình là người cư sĩ đó, thì quý vị Phật tử là cư sĩ đó, đôi khi vẫn có những bổn phận với vợ với chồng, cũng có xã hội đáng duyệt mà bảo rằng mình bỏ thì giờ để toàn phần đôi chúng tu học tu tập thì nó khó. Là một vị tu sĩ, thật ra có đôi khi có một vài cái lời biện hộ là tại tôi bận việc này, tại tôi bận, nhưng mà kỳ thật là vị tu sĩ có nhiều cái lựa chọn về đối với thì giờ mình có thể sinh hoạt thế nào, mình thấy làm gì. Còn người cư sĩ thấy như vậy chứ tương đối rất là khó. Chúng tôi cũng cảm nhận được một điều là đây là cái việc mà chúng tôi từng tiếp xúc khi là một vị tu sĩ đó, thì nói chung là chúng tôi có cái sự lựa chọn, không phải chỉ thì giờ mà là cái giới nào mình thân cận, không ai bắt mình hết, không ai bắt mình phải thường xuyên qua lại nhóm người này, qua lại nhóm người kia. Và những người mình thân cận là do sự lựa chọn của mình nhiều. Người đời cư sĩ thì khó lắm. Chúng tôi gặp rất nhiều trường hợp cái cảnh mà mình sống với người mà không cùng cái ý hướng, không cùng cái đạo đức, không cùng cái quan điểm tu tập, là chuyện rất là bình thường. Một người lấy chồng lấy vợ phải sống với cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, rồi sống với anh chị em, rồi sống láng giềng, sống sống. Nói chung là ở gần người cư sĩ thì biết rằng người cư sĩ
ở trong đời sống cư sĩ mà có sự lựa chọn nó khó. Chứ tôi không nói là người xuất gia có được một cái sự thoải mái hoàn toàn về sự lựa chọn, nhưng mà ít nhất là mà người xuất gia có thể lựa chọn như ai là người mình muốn thân cận. Người đời thì khó lắm. Bây giờ nếu ví dụ là quý Phật tử mà lập gia đình đi, ở trong một trong cuộc hôn nhân đó thì người là tâm đầu ý hiệp, đồng vợ đồng chồng, thì chúng tôi nghĩ rằng một trong hôn nhân mà 10 hôn nhân là nhiều, đa phần sống với nhau khi thương nhau thì khác, nhưng mà sống trong thời gian nó đủ thứ khác biệt, và cả một đời nó là gánh nặng cho nhau. Dạ, nói như là cổ du biết dùng chữ kiều là thương nhau thì lại bằng 10 gánh nhau nữa. Dạ, không biết là vợ chồng sống với nhau được bao nhiêu những giây phút hạnh phúc, nhưng mà cả đời nó gánh một gánh nặng cho nhau, nó gọi là một chuỗi dài chịu đựng. Dạ, đúng cái chuyện chịu đựng đó. Và bây giờ nó không phải trách ai hết. Dạ, không phải trách là vợ, trách chồng, nói như vậy thôi. Dạ, cuộc sống vợ chồng là cuộc sống chịu đựng. Dạ, chịu đựng. Có lần trong một cái lễ cưới Phật tử lên chùa, họ xin chư tăng cùng chư Phật, thì lúc đó họ thường ngộ giác và thường lên chứng minh, và họ thường nói rằng những người mà làm lễ cưới cưới nhau đó thì nghĩ rằng hôn nhân là tình yêu, nhưng mà thực sự hôn nhân đó là một bộ phận. Dạ, đó là bộ phận, nó mà là tình yêu một lúc đó thôi, nhưng mà được dài nó thành một bộ phận thiên nhiên. Và khi mà quý vị đã sống như người vợ người chồng đó, mà bảo rằng quý vị muốn tụng kinh giờ đó, muốn ngồi thiền giờ đó, muốn bố thí giờ đó, lấy ví dụ như người vợ muốn bố thí mà ông chồng không muốn bố thí, ông chồng mà muốn tu thiền mà vợ muốn muốn tu thiền, đã có vấn đề rồi. Dạ, anh nó về phương diện này thì có đôi khi chúng ta cũng thấy là người cư sĩ có những cái hạn chế nhất định. Mình là một vị tu sĩ, mình mặc chiếc áo rẻ tiền, hay là mình đi chứ mình sử dụng cái phương tiện rẻ tiền thì chẳng ai chê. Dĩ nhiên là có nhiều khi họ nói rằng ồ, thầy đó thì có phước quá, thì đó có cái chùa to chùa lớn, nhưng mà căn bản là Đức Phật, nếu chúng ta thật sự là học hiểu lời dạy của Đức Phật thì Đức Phật cho chúng ta có được một cái quyền tự do khi mà mình tu tập. Là một vị tu sĩ mặc y phấn tảo không phải ai trách hết, một vị tu sĩ đi xin ăn không phải khách, không ai phải trách hết, đi khất thực không ai trách hết. Khi mà chúng tôi sang bên Thái Lan á, ở miếng điện mà chúng tôi nhìn thấy đời sống của những vị tu sĩ có một cái am, cái thất ở, rồi buổi sáng đi khất thực về. Quá thật thú vị. Chúng tôi đã từng ở bên Thái Lan 2 năm thì chúng tôi cảm nhận cái niềm hạnh phúc của sự đơn giản. Dĩ nhiên là có nhiều vị vô chùa sống như vậy không cảm thấy, không cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà cái cuộc sống ở bên Mỹ chúng ta xem ra thì có rất nhiều, nhưng mà đời sống nó không đủ để nó nhẹ nhàng, đời sống không đủ để an lạc. Một ngày nào đó khi mà chúng ta đi hành thiền, nghe là đi vào chùa túi thì sẽ khác, thấy mà rũ bỏ những thứ đó, không ai đòi hỏi. Không bao giờ mà có vị nào đó họ thấy vị tu sĩ mang đôi dép cũ như vị họ chê là đôi dép nhìn dở cũ quá. Vị tu sĩ mà mình có quyền, mình có quyền sống đời sống mặc y phấn tảo, có quyền sống ở trong rừng, tâm đó là sự lựa chọn của mình. Nên chi một mặt nào đó thì cuộc sống của đời sống xuất gia đó nó vẫn có những cái lợi điểm mà. Và thứ thì một trong những cái đặc điểm của cái đời sống xuất gia đó là chúng ta có được nhiều thiện hữu hơn, nhiều thứ. Nếu một ví dụ là chúng tôi ở chùa, mình biết rằng nếu mà mình thật sự mình muốn ở trong để gặp một vị trưởng lão xin tu tập thì đa phần nó dễ lắm, chứ các vị sẵn sàng cho mình. Cư sĩ đâu phải là quý vị tự nhiên chạy về sinh sống chung nhà. Ngay cả bây giờ, thời bây giờ, chúng tôi là tu sĩ, nếu chúng tôi muốn ở cái chùa nào yên tĩnh hay là ở một nơi nào đó mà có các vị trưởng lão lớn thì vào sinh cũng dễ lắm. Nó mà khó lắm. Nó tương đối là vấn đề là mình có lựa chọn đi hay không thôi, hay là mình sống mình sẽ thật ra có điều đó, nó không có
nằm ở trong cái tầm mới của người cư sĩ. Đáng lẽ quý vị bây giờ, quý vị sang bên Cali hay quý vị đi đâu đó mà gặp người nào đó, quý vị thấy rằng người đó tốt quá, quý vị thôi bây giờ anh nghe chị quý vị đâu làm như vậy. Nhưng mà chúng tôi là cư sĩ, là hồi xưa ví dụ chúng tôi gặp ngày Sri Lanka, người nghe bắt đi bỏ ra, chúng tôi thấy rằng học được nhiều cái ngày ngã lên Lama Kri ở Nhập Hạ với ngày 3 tháng ngày Hoa Kỳ. Cái đó là cái lợi điểm của người đi xuất gia, là ra người đời mà có nhiều khi nên thân cận cái bản lành, mà có nhiều khi mình không có không chặn chỗ này chỗ kia, đến thăm đảnh lễ xã giao vài câu nghe pháp của đại thái như vậy thôi, nhưng mà gọi là để sống đời, để hấp thụ thực sự là đời sống cư sĩ không có lợi. Và bây giờ thứ gì chúng tôi nói thật là nếu chúng tôi là một vị xuất gia mà bỗng nhiên chúng tôi nói rằng muốn đóng góp lại ở tu tập thời gian để thành ra có phải ở một khi nhưng mà đa số Phật tử hoan nghĩ cư sĩ bên ngoài mà tự nhiên đóng cửa nhà lại không tiếp xúc với ai, người ta tưởng mình bất bình thường. Dạ, khó dễ, dạ khó dễ đâu. Như vậy nếu chúng ta có hiểu biết và có ý thức một chút thì nếu sống xuất gia đó là một cái con đường bệnh cho rất là nhiều để cho chúng ta. Và nếu chúng ta hiểu và ý thức được thì chúng ta sẽ trân trọng đời sống xuất gia, bởi vì nó và chúng ta mở cái cửa đi vào một thế giới cao rộng, và trong thế giới đó chúng ta có quyền sống lý tưởng, chúng ta có quyền sống với cái nếp sống mà Đức Phật Ngài đã giảng dạy. Và nếu chúng ta suy nghĩ thật kỹ đó, thì đấy vô hại, không có cạnh tranh, không có va chạm với ai, thì sống nhờ vào cái sự hỗ trì của Đấng. Người ta có xôi, người ta có cơm, có sống. Mới nghe thì có nhiều người sợ đó. Chúng tôi phải nói với Phật tử rồi, không bao giờ nghĩ đến chuyện đói. Cái chuyện mà Phật tử mà họ mang cơm nước đến Sri Lanka là chuyện rất là bình thường. Và cho mình hay mình gọi Đức Phật để lại. Mình ăn cơm vui đàn tính, tức là mình ăn cơm vui cũng có ngày hôm nay, nhưng mà cái truyền thống Đức Phật này đến ở bên Miến Điện đó, mỗi một ngày có hơn 1 triệu người sự hỗ trợ của đàn tính, là chúng ta nói rằng 600 ngàn, 200-300 ngàn, 300-400 ngàn bị sa di rồi